Và lúc hàng trăm ngàn sĩ tử bước vào kỳ thi trung học phổ thông quyết định, cũng là lúc hàng chục ngàn sinh viên hăm hở bước vào một nhiệm vụ quen thuộc, đó là tình nguyện cho các đội hình tiếp sức mùa thi. Mặc dù với những đổi mới trong tình hình thức thi cử hiện nay, thì các thí sinh thi tại địa phương, việc đi lại đã bớt gian nan hơn, nhưng các đội hình tiếp sức mùa thi vẫn bền bỉ túc trực trước mỗi điểm trường để phản ứng nhanh trước bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào. Và sau đây là vài câu chuyện nhỏ mà chúng tôi ghi nhận ngay trong ngày thi chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc nói chuyện không lời, chỉ hai người hiểu, bởi thí sinh Minh Tú là người khiếm thính. Ngày đầu làm thủ tục, em đã khá hoang mang, vì không tìm được phòng thi mà hỏi chẳng ai hiểu. Cho đến khi gặp Trang, cô sinh viên duy nhất ở đây nói chuyện được với em bằng ngôn ngữ ký hiệu. Thế là hôm nào, Trang cũng được cả đội cử ra chăm sóc đặc biệt cho thí sinh có nụ cười rạng rỡ này. Em rất vui vì có người có thể giao tiếp với em bằng ngôn ngữ ký hiệu, có thể hiểu được em. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mình được vận dụng những cái điều mà mình đã học vào thực tế và cuộc sống, nhất là được làm tình nguyện ở trong cái thời gian mình còn làm sinh viên. Hai ngày trước khi thi, Phương Linh ngã cầu thang gãy chân, phải bó bột, đi lại bằng nạng. Gia đình rất lo lắng cho việc di chuyển của em, vì đến cổng trường, phụ huynh phải ở ngoài. May mắn, đã có các sinh viên tình nguyện, mỗi ngày cổng em băng qua sân trường, lên cầu thang để đến được phòng thi. Bé được tình nguyện viên nè phụ cổng lên cũng đỡ. Em rất là vui bởi vì mình đã đưa bạn đó lên được tới phòng và có thể đó là điều tốt nhất mình dành được cho bạn đó. Điều tốt nhất các anh chị sinh viên làm được là trở thành đôi tai giúp các em lắng nghe, là đôi chân giúp các em bước lên từng bậc thang khó nhọc. Dù chỉ là trong khoảnh khắc, đây cũng sẽ là kỷ niệm đẹp, làm ấm lòng các em trước ngưỡng cửa quan trọng của cuộc đời.